Thưa quý vị, xin chào các bạn. Dạo gần đây mình không có chơi những game tiếng Nhật, cho nên là hôm nay mình đã tìm thấy một game tiếng Nhật rồi. Nhưng mà không hiểu sao mỗi lần mình tìm nó đều lòi ra những cái tựa đề có vẻ rất là hắc ám, rất là u ám các bạn ơi. Và mình nghĩ là chắc là tựa game này nó cũng sẽ rất là drama đây. Thì cái động từ ở phía sau đây, có một cái động từ này, còn cái chữ ở trước là chắc là nhiều bạn sẽ biết đây. Chữ đằng trước là kawaii, kawaii tức là dễ thương rồi. Nhưng mà cái động từ phía sau là kowaseru, tức là có thể phá vỡ được. Từ dễ thương thì có thể phá vỡ được các bạn ơi. Và ở đây lại có một cô bé loli nhỏ đây nữa là như thế nào đây. Nói chung là bây giờ chúng ta sẽ thử vào nhé. Khi mà nhắc đến từ dễ thương có thể phá vỡ được thì mình chỉ liên tự đến những cái mà nó liên quan đến bạo lực thôi. Không biết là đúng như vậy không đây. Rồi, cái game này chỉ là fiction thôi, không có liên quan gì đến cái gì ngoài đời thật cả. Rồi, tất nhiên là phải có những cái dòng này để đảm bảo rồi các bạn ơi. Đêm thứ nhất. Hiện tại là mình đang là gì đây? Ở đây có hai nhân vật, là một là Oji-san, tức là ông chú hả? Còn cô bé này 8 tuổi tên là Dekoko. Nhưng mà cô bé này thì chỉ có HP là 800 thôi, còn ông chú thì quá là mạnh đi các bạn ơi, tới 1800 được, nhờ tạm thời xếp lại nha. Cái này là quay về quá khứ là sao? Sao có nhiều từ khó hiểu thế? Rồi. Chúng ta không thể nào quay về quá khứ được bởi vì đây là ngày thứ nhất. Ủa, quay về quá khứ được à? Sao? Đây là cách để mà điều khiển cái game này. Nhưng mà hiện tại là mình đang chơi trên web cho nên là nó không có điều cần phải có cách điều khiển gì cả. Mình cần phải coi những cái chỗ mà nó có cái gọi là đèn hiện lên, bóng đèn hiện lên. Và đây là đêm thuê thứ nhất. Rentaru này là thuê và mướn này. Thường là đi chung với những cái đĩa DVD các bạn ơi. Rồi, và hiện tại là không có gì hết. Đêm thuê thứ nhất tức là sao? Thuê cái gì mới được chứ? Cái chỗ này có đựng dao. Rồi tấm thớt này nọ. Ủa, nhưng mà tại sao trong cái chỗ này lại có hai cái giường? Và cái này bên đây cũng không thể nào gọi là cái giường nữa, mà giống như là một cái tờ giấy bị rách mà chảy ra chỗ này á. Hay là cái chỗ này là để cho ông chú ngủ. Nói chung là một trong hai người sẽ ngủ đây đúng không? Có cô bé ở đây nữa. Rồi đó là bắt cô bé phải ngủ ở chỗ này nhá. Rồi. Đúng như là đã hẹn thì tôi sẽ để cậu giữ con gái của tôi trong vòng một tuần. Cái này có phải là con gái của tôi hay không thì mình không rõ. Uchinoko cũng có thể nói về là những cái mà kể giống như nô lệ cũng dùng được cái từ này luôn. Quầy, khá là nguy hiểm đấy nhá. Nhưng mà cậu ấy an tâm đi, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu. Trừ khi nào mà cậu không trả đủ cái tiền thuê. Hả? Tức là hiện tại là mình đang là cái nhân vật ông chú này và thuê cô bé thì về nhà để làm cái gì? Bởi vì cái đứa trẻ này nó là một cái đứa trẻ mà chẳng có giúp ích được gì cả. Cho nên là bọn tôi chẳng có thể nào có đủ tiền để đi chơi. Cho nên là để cho nó có thể hiếu thảo thì chắc chắn là công việc này sẽ... Nó sẽ vui vẻ chấp nhận mà thôi. Hả? Tôi biết là cậu cũng hiểu chuyện này, nhưng mà cậu đừng có làm gì nó nha. Dù có là hàng xóm với nhau đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không nhẹ tay với cậu đâu. Nhưng mà nếu mà cậu chỉ gọi là sử dụng một vài cái hình phạt nhỏ thôi á thì chúng tôi sẽ có thể chấp nhận được, chăm trước được. Rồi. Nếu mà nó mà làm bất cứ một cái gì mà gây phiền phức cho cậu hoặc là chuyện xấu gì đó thì cậu cứ thoải mái mà phạt nó đi. Không sao đâu. Chỉ cần là những vết thương mà nó không có gây ra sự gọi là đáng chú ý gì hết thì không sao cả. Bởi vì đây là business. Ok. Câu chuyện làm ăn mà. Rồi. Nhớ là trả lại vào tuần sau vào buổi sáng nhé. Rồi, lá thư ghi như vậy. Hả?
Tức là có một cái đứa bố mẹ đâu đó đã gọi là đưa một cái đứa con gái của mình cho một cái thằng nào đó ở bên hàng xóm mà không biết rõ cái thằng này thằng nào. Và bảo nó muốn làm gì làm mà. Lần đầu tiên gặp mặt ạ. Cháu tên là Decoco. Đây là lần đầu tiên mà cháu làm công việc thuê mướn này. Gì ta, nếu mà có cái tài là chữ hiragana không, cho nên là mình hơi bị chậm một tí nhé các bạn. Rất có thể là sẽ gây gọi là phiền phức cho ông chú, nhưng mà làm ơn hãy quan tâm và giúp đỡ nhé. Như vậy là được chưa vậy? Rồi, tại sao bây giờ nó lại hiện lên cái chỗ trên giường rồi, tạm thời xếp lại trước nhé. Tao thử xem. Gọi đến giường là sao? What? Thức thêm một tí nữa và gọi đến giường. Thử với các bạn. Giờ là nói chung mình chưa biết gọi đến giường để làm gì cả. Nhiều khi đâu có làm gì đâu đúng không nào? Mọi thứ đều trong sáng cơ mà. Ai? Tới nào? Giống như là ném lên giường vậy. What? Quay, mình có cảm giác cái gì đó không ổn các bạn ơi. Chấm chấm chấm. Ê, bị gì rồi? Bị treo máy rồi các bạn ơi, đợi mình tí nhá. Rồi mình đã quay trở lại rồi các bạn ơi, chắc là cái game này nó sợ mình bị FBI gõ cửa cho nó lên đó mới gọi là dừng lại cái chỗ đó, nhưng mà mình chưa có làm gì cả. Sao lại như vậy được? Có lẽ là cái game để lo lắng thừa quá rồi. Nhưng mà với cái hình ảnh như thế này thì làm sao mà người ta lại không gọi là hiểu nhầm được cơ chứ? Chấm 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 chấm. Cô bé cũng đang không hiểu là chuyện gì sắp sửa xảy ra nữa đây. Thử xem nào. Ê. Bây giờ chúng ta có những cái lựa chọn như thế này các bạn ơi. Là một là đi ngủ, hai là xoa đầu hay là cái gì đó. Mình nghĩ là cái hình này chắc là không ổn lắm rồi. Giống như là một con quỷ vậy. Giờ chúng ta sẽ thử nha. Cái này là làm gì đây? Khép chân lại à? Rồi cháu mới khép chân lại chứ. Để chân như vậy là không tốt đâu. Lại thử xoa đầu nha. Đó, xoa xoa đầu. Dễ thương quá các bạn ơi. Còn đây là gì đây? Mình nghĩ chắc là cái này là một cái hình phạt rồi. Thôi không có nên làm như vậy. Tự nhiên cô bé này chẳng làm gì cả, tại sao lại phạt? Rồi vậy thì bây giờ đi ngủ nhé. Chắc là chúng ta sẽ không làm cái trò gì đâu. Nói chung là đêm đầu tiên thì như vậy là ok rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ ngủ và đến ngày tiếp theo thôi. Chấm chấm chấm. Giờ bình thường là để cô bé thấy ngủ đâu ta? Tại vì thấy có cái giường rồi kia nữa. Cái hình này khá là dễ thương đấy chứ. Kẻ đang nằm ngủ nhưng mà lại mở mắt ra. Đó là làm đồ ăn sáng à. Chấm 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 chấm. Itadakimasu. Cháu xin nhận à. Rồi, mình cũng ăn luôn. Vậy là hiện tại là mình đang là ông chú rồi các bạn ơi. Ngon quá. Vâng, món này rất là ngon ạ. À. Ông chú nấu ăn giỏi quá nhỉ. Chấm 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 hỏi. À đấy, tại sao cô bé lại khóc vậy? Ê, tại sao? Tại sao lại ngon như vậy? Không phải là một cái món ăn dở đến mức muốn khóc sao? Tại sao lại như vậy chứ? Vậy có khi nào là ở nhà cô bé không bao giờ được ăn những cái món mà ngon như vậy không? Theo mình thấy thì đây chỉ là một cái bánh mì rồi trứng và cái này không phải là hamburger mà cái này là gì ta? Cái này là thịt xông khói thôi. Những cái món rất là đơn giản mà ai cũng có thể làm được hết, tại sao cô bé này lại không được ăn? Xin lỗi chú. Bởi vì như nào ta? Nói chung là chú đừng nói với mẹ của cháu nhé. Đừng có nói với mẹ sợ ok bị mẹ hành hạ đúng không? Chắc là cô bé này ở nhà là bị bắt nạt hay là bị bạo hành gì đó rồi các bạn ơi. Xin lỗi, xin lỗi.
Đây là những đứa trẻ mà bị bắt nạt mới lúc nào cũng nói xin lỗi thôi. Giờ tiếp nào. Vâng ạ, những cái lúc bữa trưa hoặc là bữa tối thì cháu tàn là hâm lại những cái món đã được làm sẵn để ăn thôi. Và những cái đồ cần phải giặt thì tất cả đều là do cháu giặt cả. Rồi, vậy là bóc lột cả sức lao động của con bé nữa các bạn. Rồi, chú ơi, chú đi làm cẩn thận nhé. Cậu bé vẫn đang tiếp tục ăn. Ok, cô bé này có một cái hoàn cảnh khá là tồi tệ và không biết là mình có thể nhận cô bé này về nuôi luôn được không đây. Đây là lần đầu tiên mình được xoa đầu đấy. Cô bé có một chút gọi là điểm tình cảm đó nữa, lên lên nữa các bạn ơi. Rồi bây giờ là chắc là mình đã đến công ty để làm việc rồi. Đây là sếp à? Cái gì? Đến chỗ cậu à? Rồi, một nhân viên trẻ này có phải là mình không? Mà 28 tuổi rồi mà tại sao lại có thể gọi là nhân viên trẻ được? Đúng vậy đó ạ. Khi mà tôi đang uống nước ép ở công viên thì tôi được một ai đó bắt chuyện. Nếu mà cậu trả tiền thuê thì tôi sẽ cho cậu mướn 3 ngày. À thật là chị nghĩ đến thôi là đã cảm thấy khá là bực tức rồi. Cái tên chết tiệt đó nghĩ rằng con gái của hắn là cái gì cơ chứ? Chấm chấm. À, cái vụ mà mướn gia đình ấy à? Mặc dù là rất là khó tin nhưng mà không ngờ là nó lại xuất hiện ở gần đây vậy. Khá là căng các bạn ơi. Có những cái chuyện này xảy ra đó, cái chuyện mà cho mướn gia đình đó. Nghe có vẻ kinh đấy. Mình không không thể hiểu được là tại sao lại có những cái dịch vụ như thế này tồn tại trên thế giới. À, cảnh sát thì lại không có điều tra gì cả. Họ chỉ nói bận thôi và tùy tiện cho qua cái vấn đề này. Chắc chắn là cảnh sát thì cũng mệt mỏi chứ. Bởi vì hả? Không có ngày nghỉ à? Không giống như không phải là chỉ có chúng ta không đâu mà cả cảnh sát cũng không có ngày nghỉ nữa. Thì tức là những cái người mà đang làm việc trong cái công ty này cũng không có ngày nghỉ à? Hơn thế nữa thì làm công việc trong vòng 9 năm. Đầu tiên là nghĩa vụ và sẽ không được nhận thưởng à. À không phải, cái thời đại hồi xưa là cái thời đại mà làm việc 9 năm. Đầu tiên là sẽ không được nhận thưởng. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Bây giờ là kiểu như là kiểu dạy viết chữ, rồi dạy những cái mà liên quan đến tiểu học, những cái mà kiến thức liên quan đến tiểu học. À mà đây dịch tầm bậy tầm bạ rồi, thông cảm cho các bạn. Mình nhìn cái đằng trước không à, chứ mình không nhìn cái cuối cho nên là nó bị vậy. Tiếng Nhật là phải nhìn cái cuối trước mà mình bị cái gọi là cái tật nó vậy. Thôi để dịch lại cho nó hoàn chỉnh nhá. Là bây giờ đã khác với ngày xưa rồi. Ngày xưa là 9 năm đầu tiên làm việc sẽ không được thưởng này. Và những cái đứa trẻ thì cũng không cần thiết là phải gọi là đi học tiểu học để làm gì cả, kiểu kiểu vậy. Rồi dần dần những cái đứa trẻ mà học trung học tiểu học cũng ít đi. Ở cái thời này thì để rất là khó để xác định được những cái đứa trẻ như thế nào cả. Ra là vậy à. Vậy là bên Nhật nó có cái hệ thống gì đó liên quan đến cái vấn đề là nếu mà những đứa trẻ đi học thì nó sẽ được xác định. Còn những đứa trẻ không đi học thì rất là khó bảo quản à. Thậm chí là bây giờ hoàn toàn là những cái giờ mà làm thêm không. Không có giờ nghỉ nữa. Thật sự là chẳng thể hiểu được. Mỗi ngày đều mệt mỏi quá chừng luôn. Rồi đây là có phải là công ty đen không vậy? Làm việc mà không có giờ nghỉ là như thế nào? Và cả những cái mà kiểu như mướn những người trông trẻ về thì sẽ rất là tốn tiền. Cho nên là thành ra là những cái trại giữ trẻ, những cái nơi mà kiểu như trường mẫu giáo thì cũng rất là đông. Thành ra là cả bố mẹ cũng không được nghỉ. Đây là
ông sếp, cho nên là mình sẽ cố gắng gọi là làm cho cái giọng giống tí nữa. Đó là bởi vì như vậy cho nên là mới xuất hiện những cái thành phần mà cho mướn gia đình. Ê, thật sự mới nói là thời đại này khó hiểu quá. Nhưng mà dù có như thế đi chăng nữa thì bọn họ nghĩ con của bọn họ là một món đồ, thật sự không thể nào chấp nhận được. Nếu mà cứ tiếp tục như thế thì một lúc nào đó con cái của họ sẽ không còn là một đứa trẻ đang quay nữa. Chấm chấm chấm. Rồi, hết giờ nghỉ trưa rồi. Chúng ta lại bắt đầu cố gắng vào bữa chiều thôi. Vâng ạ. Chấm chấm chấm. Rồi, vậy là mình đã biết được cả cái hoàn cảnh của là cái ông chú mà mình đang điều khiển luôn, là có nghĩa là làm việc ở trong công ty rất là mệt mỏi rồi. Nhưng mà lại gọi là phát hiện ra là bên kia gia đình có cái gia đình rất là khốn nạn mà cho mướn con nữa, chịu thua luôn. Chúng ta có thể gọi là quay về quá khứ rồi các bạn ơi, bằng cách bảo vô cái chỗ mà ở đây nó có quay về quá khứ là mình đang không hiểu tại sao là chúng ta có thể quay về quá khứ được nè. Đây, tạm thời là xếp lại đi. Hôm nay thì làm gì đây? Hôm nay có gì để làm không? Không có gì để làm rồi. Chắc là mình đã xem hết toàn bộ mọi thứ rồi. Chúng ta chỉ có gọi là nói chuyện với cô bé này thôi đúng không? À, mừng chú về. Cơm của chú rất là ngon. Bây giờ không ăn nữa. Rồi, không có gì để ăn cả các bạn ơi. Nhà thì mình không thấy có tủ lạnh đâu cả. Không biết là bảo quản đồ ăn như thế nào đây. Chúng ta thử gọi đến Dương xem. Tôi nghĩ là chắc chúng ta chỉ có thể làm như vậy thôi. Hôm nay thì sao đây? Hôm nay vẫn vậy thôi, không có gì thay đổi cả. Mình sẽ cố gắng thử xoa đầu cô bé này cho đến cuối tuần nha, xem có chuyện gì xảy ra không. Biết đâu chúng ta sẽ tìm một cách gọi là giúp cô bé nữa. Chân phải để ngay ngắn như vậy mới được. Không biết là mình đang gọi quan niệm cái gì nữa. Rồi, vậy thì giờ chúng ta đi ngủ đây. Không biết là ngày tiếp theo sẽ có biến đổi gì đây. Dù có một dù là một chút đi chừng một tuần đi cho nữa thì mình vẫn muốn cô bé này có thêm một chút tình thương. Tại vì ở trong cái gia đình đó. Rồi, ngày tiếp theo. Cô bé này đang không hiểu tại sao là mình lại đối xử tốt với cô bé như vậy à. Bỏ qua cái phần buổi sáng rồi. Ngày tối ngày hôm qua thì chú ấy đã xoa đầu mình rất là dễ chịu. Mình rất thích mỗi ngày khi được xoa đầu. Cô bé thích được xoa đầu các bạn ơi. Nhưng mà quay tại sao lại có những cái câu chuyện mà nó làm cho mình gọi là không thể hiểu được như thế nào. Nhưng mà gì mới được chứ. Đừng có nói giữa chân như vậy chứ, nó càng làm cho mình để ý hơn. À, cháu rất vui khi được xoa đầu. Nhưng mà gì? Không có gì cả, chú hãy quên đi. À, làm sao mà có thể quên được chứ? À, được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục xoa đầu cô bé đi. Mỗi ngày chỉ có thể làm vậy. Hôm nay có gì khác à? May quá hôm nay không có gì cả các bạn ơi. Chuyện bình thường thôi. Ê, sao hôm nay cô bé không được vui cho lắm vậy? Có sao không? Chỉ xoa đầu thôi thì cô bé không vui. Xoa chân không được các bạn ơi. Không được vui cho lắm là mình cũng khá là buồn đấy. Có chuyện gì cứ nói đi. Tạm thời mình thử ngủ nhé. Ngày mai có lẽ là cô bé sẽ nói chuyện với mình tiếp. Có khi nào là ở nhà do bị bắt nạt nhiều quá cho nên khi nhận được lòng tốt thì cô bé lại không thể nào chấp nhận được không? Tiếp nào. Ông bà lại tiếp tục đi làm rồi. Rồi. Để cô bé đây tính làm gì vậy? Hả? Có khi nào là kiểu như là do là không bị bắt nạt cho nên cô bé mới làm như vậy không? Hả?
Đâu mất tiêu rồi. Có một cái những cái gọi là chén để nó bị vỡ ở đây. Mình nghĩ là chắc là con bé cảm thấy rất là kỳ lạ khi mà bị đối xử tốt các bạn rồi thành ra là mới như vậy. Mình có thể ra ngoài được không đúng không? Mình xếp lại tí, không xếp được cơ. Để con bé này đang trốn ở trong giường à? Hả? Sao thế? Nhiều khi đối xử tốt cũng không được được các bạn ơi, như thế là như nào? Cháu đã là vợ đó, chứ không phải là ăn trộm đã vào nhà. Cháu cố tình à? Rồi mình hiểu là cô bé này đang muốn cái gì rồi các bạn ơi. Và để xem nào, chúng ta có cách nào để mà hóa giải được cái này không? Cái này giống như bị trầm cảm gì. Ở mắt hơi dao động các bạn ơi. Hóa ra là cái chỗ này thì gọi là cô bé vẫn phản ứng các bạn ơi. Mình vẫn xoa đầu thôi chứ mình không có làm gì cả. Ôi, cảm thấy xoa đầu như thế này mãi thì cũng không tốt. Chứ mà nó lại không cho sếp thôi kệ, mình cứ thử nhé. Thử cứ tiếp tục như thế này xem sao. Nhiều khi cô bé này cần được phạt một lần. Mà thôi kệ, để cứ cứ tiếp tục như vậy để lần sau mình sẽ thử. Không có chuyện gì xảy ra hết. Rồi. Cô bé không nói gì luôn. Đây là đêm thứ năm sắp sửa đến cái để cô bé thậm chí không ăn luôn. Để có nhật ký ở đây các bạn ơi. Ở đây là có tờ một cái nhật ký này. Để xem là cô bé này viết gì á. Nhật ký của cô bé đó đây. Quay treo game nữa rồi các bạn ơi. Đợi mình một tí chứ. Rồi mình đã quay trở lại rồi các bạn ơi. Và đây là đêm thứ năm của chúng ta. Cái game này nó kiểu như là thỉnh thoảng nó sẽ bị gọi là đứng hình ấy. Giờ sẽ đọc nhật ký của Decoco nha. Xem là nhật ký cô bé viết cái gì đâu. Nó khá là tức giận. Sao thế? Khi bà nhìn thấy nhật ký thì cậu ta trở nên tức giận và đi tìm cô ta, đi tìm cô bé hả? Mình không biết ở đây là ai nữa. À tốt. Cậu ta không biết là cậu ta giận vì cái gì nữa. Cậu ta giận cái việc mà cô bé ấy đột nhiên bỏ nhà đi hay là do chính cô bé ấy là cái kiểu do tự hay tự trách mình hả? Bởi vì cô bé không về nhà dù đêm xuống đi chăng nữa. Và cả đêm tiếp theo, đêm tiếp theo. Cô bé không một lần nào gọi là cho cậu nhìn thấy mặt. Ok, chúng ta có được cái e thứ 10 hả? Hả? Quay. Đang có cái gì đó rất là sai ở đây các bạn ơi. Tại sao lại có 10 cái en lận? Rồi chúng ta đã được thêm một cái en, được cái gì đó liên quan đến cái en thứ 10 đó. Nói chung là được một cái viên ngọc. Viên ngọc tức giận các bạn ơi. Viên ngọc tức giận là sao đây? Có nhiều thứ làm cho mình khó hiểu quá. Viên ngọc tức giận. Viên ngọc này có độ khó 2. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần xoa đầu cô bé là nó sẽ có cái viên ngọc này à. Rồi, vậy thì chúng ta quay về quá khứ thôi. Quay về quá khứ thử bắt đầu từ đêm thứ tư nha các bạn. Mà nói chung là mình chỉ chơi thêm một end thử đó thôi, xem là rốt cuộc là cái kết quả của chúng ta là gì. Tại vì cô bé cố tình muốn bị phạt, mình nghĩ như vậy. Tại vì khi mà trẻ con làm điều hư thì phải phạt thôi. Có nghĩa là nhiều khi cô bé thì cảm thấy là hình phạt đó chính là cái sự tồn tại, cái ý nghĩa tồn tại của cô bé và mình đang phủ nhận đi cái điều đó. Tại vì đã bị cái gia đình đó đồng độc rồi, cho nên là không còn cách nào khác cả. Chỉ cần hình phạt nó không nặng là được rồi. Ai tạm thời là cứ gọi đến đây đi. Sao lại gọi phải gọi đến chỗ này ta? Rồi.
Nhìn ánh mắt của cô bé như vậy là chắc là chúng ta phải phạt nhẹ một cái rồi. Để xem. Vâng. Cái gì đây? Quay tại sao lại gồng lực khủng thế? Gồng lực khủng thế. Chú. Cháu xin lỗi ạ. À? Xin lỗi, xin lỗi. Ok, được rồi. Không có gì hết. Quầy khoay đã có cần phải mạnh tay như vậy không? Khốn nạn thế cái thằng này. Mình đã thử cố gắng buông tay ra một vài lần rồi nhưng mà không có cách nào để mà hạ cái lực xuống cả. Rồi. Thử xem là ngày hôm sau là cô bé từ đó gọi là trở lại bình thường chưa. À, xin lỗi. Xin lỗi chú. Cháu đã là vỡ cái đĩa quan trọng của chú. Cháu đã làm những cái chuyện mà không thể tha thứ được. Cháu thật sự rất là xin lỗi. Không có gì đâu, đó chỉ là đồ rẻ thôi. Cháu đừng để tâm đến. Đừng để tâm đến đi. Cái đồ đó không quan trọng giá trị của nó, cho nên là nó đừng có nêu giá trị của nó ra. Dù chú bảo là cháu đừng để tâm tới nhưng mà cháu đã. À, chán của cháu vẫn còn hơi đau. Nhưng mà không sao đâu, bởi vì đây là cháu tự làm tự chịu. À, và cháu biết là cháu đã làm cái điều tồi tệ đó. Gì vậy? Mình không hiểu rõ cái này có ý nghĩa gì, nhưng mà ở đây là có hai cái lựa chọn này. Không phải như vậy đâu. Hay là để chú làm cho nhé là sao? Hả? À, mình đọc nhầm các bạn ơi. Cháu cứ nghĩ là sẽ có những cái điều tồi tệ hơn, cái hình phạt sẽ nặng hơn. À, cái hình phạt sẽ nặng hơn à. Cái từ này dùng theo nghĩa đó cũng được. Chú sẽ không làm những điều như vậy đâu. Chú thật là tốt bụng quá. Chẳng phải là cái đĩa đã vỡ rồi sao? Nếu là bình thường thì đáng lẽ là chú phải dùng cái đĩa đã bị vỡ đó để là tạo vết thương trên mặt cháu chứ. Bởi vì đó là những cái gọi là nó xứng đáng với cái việc cháu đã làm hả? Tức là cô bé này ở nhà làm vỡ đĩa và bị mẹ của cô bé ấy dùng cái mảnh vỡ của cái đĩa đó đặt lên mặt cơ. Hả? Nếu mà bây giờ trong game này nó không có phải gọi là bị điều khiển cố định như vậy là mình đã bay qua kia đấm vào mặt nó rồi. Đấm vào cái con kia rồi. Đúng vậy, cái vết thương trên má của cháu là do mẹ cháu lúc nóng giận đã gọi là tạo ra. Đó là vết thương mà bị mẹ cháu bảo là nó sẽ không bao giờ khỏi. Và kể từ khi đó thì mẹ cháu không làm tổn thương khuôn mặt của cháu nữa. À, có nghĩa là bác sĩ đã nói là cái vết thương đó nó không khỏi luôn, cho nên là cái bà mẹ kia mới chịu dừng lại. À, cháu quên mất là cái điều này cháu không được phép nói ra. Đó là vì mẹ cháu nghĩ cho nên mẹ cháu mới bảo là cháu hãy im đi. Giờ cháu phải làm sao đây? Không có còn cái gì tồi tệ hơn nữa các bạn ơi. Nếu mà không đủ tiền thì sẽ báo cảnh sát rồi. Đây là cái mà phần lúc đầu tiên mình đọc trong cái tờ giấy kia mà. Cậu đừng có làm tổn thương nó nhá. Cái này là gì đấy? Dù sao thì đây cũng là cái công việc làm ăn. Cái này lúc đầu mình đọc rồi, cái này là ai gửi cho ai mới là quan trọng đây. Cái này là mình đọc rồi nè. Chú sao vậy? À, mặt
chú rất là sợ, đáng sợ đấy. Quả nhiên là đó là một cái điểm rất quan trọng với chú phải không? Cháu xin lỗi à. Rồi chắc là đối với chuyện của mẹ cháu, chuyện của mẹ cháu. Mẹ cháu là gì đó? Kiểu như là người duy nhất, người thân duy nhất của cháu à. Dù lúc tức giận thì mẹ cháu rất là đáng sợ, nhưng mà mẹ cháu đã một mình nuôi cháu lớn lên như thế này. Nếu mà cháu không có mẹ cháu thì cháu sẽ không thể nào lớn lên được như thế này. Cho nên là cháu thích mẹ cháu nhất trên thế giới này. Đó là điều hiển nhiên đối với cháu. Chỉ cần suy nghĩ như vậy là cháu có thể cố gắng. Cho nên là cháu nhất định sẽ gọi là Kiware Takatan. Cho nên là cháu mới muốn bị chú ghét. Bị chính vì cháu suy nghĩ như vậy cho nên là ra là vậy. Bởi vì cô bé này sợ là mẹ sẽ không còn là nhất nữa. Chú thật là hiền. Chú không đáng sợ như mẹ cháu và cũng không làm những cái đau đớn như mẹ cháu. Và chú còn nấu ăn cho cháu nữa. Cháu cứ nghĩ là cháu được ngủ trên giường. Hả? À cháu cứ nghĩ là cháu sẽ ngủ bị cho ngủ trên sàn, nhưng mà cháu lại được ngủ trên gọi là cái nệm rất là êm. Hóa ra là cô bé này được ngủ trên cái giường này các bạn ơi, nhân vật chính của chúng ta tức là ông chú đã nằm ở ngoài kia. Hơn thế nữa thì chú có bàn tay rất là to hả? Nhưng mà lại không khiến cho cháu bị thương. Và còn xoa đầu cháu nữa. Cái cách dùng từ của cô bé đi mình không hiểu lắm, cho nên là mình hơi bị khó khi mà dịch. Có bàn tay rất là to nhưng mà lại không làm tổn thương cháu. Cho nên là mọi ngày cháu đều cảm thấy rất là kỳ lạ. Cái việc mà gọi là không bị đánh là kỳ lạ. Chắc chắn là bởi vì dễ thương là một cái vũ khí gì đó mà không thể thấy được. Và nó có thể gọi là dễ dàng gọi là đâm xuyên qua và phá vỡ được. Mình đang không hiểu được. Cô bé này đang nói gì? À sự dễ thương của chú. Tại vì mình không nghĩ rằng là cái ông chú này là được khen là dễ thương các bạn ơi, cho nên là mình không thể nào chấp nhận được, từ chối hiểu cái từ đó. Sự dễ thương của chú là một cái vũ khí vô hình và nó có thể dễ dàng xuyên qua con tim của cháu, phá vỡ tất cả. Cô bé này học đâu ra những cái từ này vậy? Chú đã gọi là nuông chiều cháu và làm cho cháu cảm thấy rất là xúc động. Mẹ cháu phải là nhất. Vậy mà chỉ trong một tuần này nó đã không phải là như vậy nữa rồi. Khi mà suy nghĩ như vậy thì cháu cảm thấy rất là sợ. Quả nhiên là đúng như mình đoán rồi các bạn ơi. Cháu cứ nghĩ rằng là chú sẽ làm những cái chuyện rất là đáng sợ. Và một lần nữa thì mẹ cháu sẽ là nhất. Nhưng mà thật sự thì cháu nếu mà cháu gì ta gọi là phá vỡ căn phòng, kiểu như là cháu tính làm cho căn phòng này trở nên tồi tệ hơn nữa. Đây không phải là điều cháu đang nói dối đâu. Nhưng mà khi cháu làm vỡ một cái đĩa thì cháu lại nhớ đến buổi sáng và cháu trở nên sợ hãi. Tức là cô bé này tính phá thêm nhiều nữa cho nhân vật chính càng tức giận hơn. Mỗi buổi sáng thì những chiếc đĩa luôn được xếp lên trên bàn và cháu cùng ăn sáng với chú. Dạ, đó chính là cái chiếc đĩa mà chính là chiếc đĩa đó không thể nào đi đâu được cả. Và
thanh mà khi nó vỡ ra giống như là tiếng thét của chiếc đĩa vậy, cho nên là nó khiến cháu run rẩy và không thể nào tiếp tục được nữa. Giống như là âm thanh mà đã phá vỡ đi những cái hàng ngày của cháu vậy, cháu rất là sợ. Cháu sợ là nếu mà chú về thì... Cho nên là cháu rất là sợ, và trước khi chú về thì cháu đã trốn ở dưới bên giường. Đã là vậy. Và khi mà chú về thì cháu lại càng sợ thêm nữa. Cháu không muốn bị chú ghét. Mặc dù là cháu đã nói là cháu muốn bị cháu ghét vậy, chú muốn bị mình không dịch nổi. Vậy, lúc đầu thì cháu lại muốn là chú ghét cháu thật nhiều. Cháu muốn là chú ghét cháu và cháu cũng ghét chú. Và cháu muốn mọi thứ trở nên nhẹ nhàng như vậy. Đối với cô bé này thì cái sự ghét đó chính là cái sự nhẹ nhàng à. Nhưng mà đó là điều không thể. Cháu không thể ghét chú được. Bởi vì cháu đã làm chuyện xấu rồi, cho nên là chú đã gọi là mắng cháu và không làm cho cháu bị tổn thương. Cháu là một đứa trẻ hư hỏng như thế này. Là một đứa trẻ và chỉ có thể là gọi là được mướn để mà làm con chú cho một tuần thôi. Nhưng mà chú hãy cứu cháu. Chắc chắn là bây giờ mẹ cháu không còn là thứ nhất nữa rồi. Bởi vì đó là điều không thể nữa. Chỉ với một tuần như thế này thôi mà mọi thứ đã kết thúc rồi. Sau khi mà kết thúc cái khoảng thời gian này thì cháu sẽ trở nên như thế nào đây? Cháu phải dùng khuôn mặt như thế nào để mà không, để mà sống cùng với người mẹ không phải là nhất đó? Cháu sợ lắm, cảm ơn chú hãy cứu cháu. Mọi thứ ở trong nhà nó đáng sợ đến như thế này à. Và khi cô bé thì nhận ra được là cái nhà đó đáng sợ thì không muốn quay trở về nữa. Rồi. Nói chung là cần phải tìm một cách nào đó để giải quyết thôi các bạn ơi. Cháu ổn rồi ạ. Cháu đã bình tĩnh lại rồi, cảm ơn chú rất là nhiều. Xin lỗi vì cháu đã gọi là làm ra những cái việc như vậy. Và cháu đã nói rất nhiều điều không nên nói nữa. Chú hãy quên hết tất cả nhé. Đó là điều tốt nhất. Chúc chú ngủ ngon. Có khi nào sáng mai dậy là cô bé sẽ biến mất không? Đừng nhé. Có vẻ tập chạy hôm nay đỡ hơn rồi các bạn ơi. Đêm thứ năm. Đêm thứ năm thì cô bé vẫn ở đây tốt quá. Rồi, tạm thời mình sẽ xếp lại xem là tiếp theo là có chuyện gì xảy ra nhé. Cháu rất là thích được xoa đầu và cháu không thích bị phạt. Bởi vì bị phạt rất là đau. Mặc dù cháu cũng khá là vui vì điều đó. Điều này rất là kỳ lạ nhỉ. Rồi. Cứ tiếp tục xoa đầu cô bé thôi. Hôm nay là cô bé tập chạy tốt hơn ngày hôm trước rồi. Nhưng mà cái này nó cũng khó. Tự nhiên đột nhiên tới cái ngày hôm nay, đáng lẽ là đang vui vẻ, tự nhiên nếu mà mình sử dụng hình phạt nào đó, cái là nát hết toàn bộ mọi thứ rồi còn đâu nữa. Nếu mà mình muốn thu thập những cái em khác với chân nữa thì mình cũng không nợ để làm chuyện đó nữa. Khó cho mình quá. Ta đâu vậy, đủ chưa? Thích nụ cười này hơn. Tại vì chúng ta sẽ đến ngày tiếp theo chứ. Nhưng mà gần sắp hết cái tuần này rồi, đến ngày thứ năm rồi. Ai, là ngày hôm sau là ngày thứ sáu. Hôm nay thì trên trán không còn vết đỏ rồi, tốt quá. Đang nấu nướng rồi mình tưởng là đốt cái nhà bên kia. Tại sao mình lại liên tưởng đến cái đó ngay vậy thôi? Nó cháu có thể giúp chú không? Cháu không sao đâu, sẽ không làm vỡ chị để nữa, cháu sẽ rửa. Cho nên chú hãy tin cháu đi. Cháu muốn giúp đỡ chú. Cho nên là chú đừng gọi là nói những điều đó nữa nhé.
Rồi. À, cô bé giúp mình nấu bữa sáng. Chú. Dù là cháu chỉ được thuê trong một tuần thôi, nhưng mà đối với cháu, một tuần lễ này chính là báu vật của cả đời này. Đây là một khoảng thời gian thật sự rất là vui vẻ. Tại sao cô bé này lại có được những cái từ này hay vậy? Cái này, những cái từ này không đọc sách là một đứa trẻ như cô bé này sẽ không thể là nói được. Và thật là tốt quá. Bởi vì từ bây giờ thì từ bây giờ thì chú có thể gọi là thân thiết với cháu hơn không? Làm bạn à? Ừ. Không biết là nói chuyện gì mà có vẻ vui vẻ. Ok, vậy là tốt rồi. Mà mình không tin là không có cái chuyện gì xảy ra sắp tới, cho nên là nó làm cho mình cảm thấy sợ các bạn ơi. Rồi, xếp lại cho an toàn rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau chơi nhé. Cái này là gì đây? À, Sate no Hirukara. À, chuẩn nhật ở kiểu và chuẩn nhật mà là ngày sắp tới chúng ta có thể đi đâu đó chơi được không? Mẹ cháu thì bữa sáng thường xuyên đi ra bên ngoài rồi. À, cho nên là bữa trưa thì cháu có thể đi ra ngoài được. Nhưng mà mỗi bữa sáng thì chú đều đi làm công việc mà nhỉ? Không biết là mẹ cháu có sao không? À, nghỉ một tuần lễ. Nghỉ một tuần lễ là sao? Cô bé lại đang lo lắng điều gì đó nữa rồi. Tạm thời là chúng ta bỏ qua đi. Có lẽ sắp tới cô bé này tính muốn đi chơi đâu đó rồi. Nói chú ngày hôm qua thì ngày mai chú có việc gì không ạ? Chú có nghỉ được không? À, to. Nhưng mà mỗi ngày thì chú đều rất là bận nhỉ? À, cô bé này muốn tìm ngày nghỉ kiểu à hồi nãy là nói đi chơi đó. Nhưng mà nghỉ một ngày chắc cũng không sao rồi đúng không? À, thôi cứ ngủ đi, tính tiếp. Một tuần phải có một ngày để nghỉ chứ, làm gì mà làm hết tuần vậy sao sống. À, để xem hả. Bây giờ là chúng ta phải cần phải đối phó với lại chùm cuối là mẹ của cô bé này. Chú ơi, cháu có thể nói một cái điều ích kỷ được không? Đó là cháu không muốn về nhà à? Sao mắt cô bé có hình trái tim thế? Cháu chỉ đùa thôi, chú cố gắng làm việc nhé. Nếu mà một ngày không gọi là đi làm thì chắc chắn sẽ bị nghi mất. Bị nghi cái gì? Mình không muốn nghỉ nữa, mình muốn bởi vì ngày mai rất là đáng sợ. À, không muốn ngủ vì ngày mai tỉnh dậy rất là đáng sợ. Mình sẽ bị mẹ đánh và nó sẽ rất là đau. Mình thích chú ấy. Mình không muốn về. Rồi. Không có cách nào cả các bạn ơi. Và đây là đêm cuối cùng của chúng ta rồi. À, cháu có thể hỏi chú là nếu mà mướn như vậy thì tốn bao nhiêu tiền không ạ? Đến mức như vậy sao? Mẹ cháu là kẻ ăn cướp à? Không thể tin nổi. Cháu nghĩ là mọi thứ sẽ rẻ hơn. Nhưng mà cháu lại không thể làm gì được cả. Cháu xin lỗi chú. À, rồi vậy thì thôi. Nói chung là chúng ta đêm cuối cùng rồi. Mình không thấy nhân vật chính có nghĩ ra cái cách gì hết vậy. Không đọc được suy nghĩ của nhân vật chính luôn à, chúng ta lại tiếp tục xoa đầu cô bé nữa thôi. Và cô bé vẫn giữ nụ cười này tốt rồi. Chứ mà tại sao lại chú đợi đó?
Vậy cái đó làm cho mình khá là không biết là phải làm như thế nào á. Cô bé buồn ngủ à, kiểu như hôm qua không ngủ mà được à. Cháu không có ngủ. Chúng ta đã nói chuyện với đến đâu rồi vậy? Cháu không sao đâu, chú đừng có đi. Cháu muốn nói chuyện tiếp. À, cô bé này nói chuyện suốt sẽ không ngủ à. Mình thấy đi khá là lạng chọn rồi. Nếu mà không ngủ thì không phải là ngày mai. Chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn nữa. Tới 12 giờ đêm rồi. Nó cũng sẽ qua ngày mới thôi. Là cô bé vẫn chưa thể nào hiểu được là dù không ngủ đi chăng nữa thì ngày mới nó vẫn sẽ đến. Chắc là bà mẹ đến rồi đúng không? Đang gõ chuông à. À, tôi cứ... Ê, muốn thêm giờ à? Cậu đang nói gì? Hả? Hả? Chào buổi sáng. Tại sao hai cảnh sát lại đến nhà mình? À không, tôi không có đang ngủ. À, hôm nay thì vẫn rất cố gắng làm việc đây. À không không, đây là chuyện của tôi thôi cho nên là đột nhiên đến đây. Chắc là bây giờ là mọi người đều đi làm rồi chị. Thật ra thì cái nhà bên cạnh có một cô, cái người phụ nữ sống ở đó. Hả? Gì vậy? Sao không thấy cô bé đâu cả? À chắc là do tôi tưởng tượng thôi. Thì gần đây ở bên... Ở gần đây thì cậu có gặp cái người phụ nữ xấu ở bên cạnh nhà cậu không? Có chuyện gì xảy ra à? À vậy thì rắc rối rồi nhỉ? À thật ra thì... hả? Tôi nhận được cái thông báo từ cái công ty mà cô ta đang làm việc. Là cô ta đã gọi là... Gần như là đã nghỉ một tuần mà không có xin phép gì cả. Có chuyện gì xảy ra à? Nè cậu có thấy khả nghi không? Cảnh sát mà dùng từ này à, già bay à. Nghỉ việc mà không xin phép là một cái tội đấy. Họ. Tôi đang nhờ cái người quản lý để bà mở khóa giúp nhưng mà ở bên trong thì lại chẳng có ai cả cho nên là tôi đang gặp rắc rối đây. Tôi nghe nói là cô ta còn có một đứa con gái nhỏ nữa. Hy vọng là cô ta không gặp phải bất kỳ một cái vụ án nào. Ê, thật là lo lắng quá đi. Tôi đang thức và tôi không có ngủ. Rồi, hôm nay thì tôi sẽ cố gắng hết một ngày của tôi. Anh cảnh sát này có vẻ như là khá là đậm đặc đấy. đừng có lo. Còn 20 vụ nữa. Cho nên là tôi không sao đâu. 20 vụ nữa mới đổi ca. Rồi. Cho nên là nếu mà có cái gì đó thì hãy liên lạc với chúng tôi nhé. Buổi sáng rất là bận rộn. Đã vậy tôi còn lấy thời gian của cậu nữa, thật là xin lỗi. Vậy thì tạm biệt. Rồi. Nói chung là từ ngữ của thanh niên này đơn giản khá là dễ dịch. Ê... Nhưng mà mẹ cô bé một tuần lại không trở về mà cô bé cũng biết cái điều đó hay sao các bạn ơi. Chắc là lại trốn trong giường rồi. Ê hé. Tại sao cháu lại trốn ở trong giường sao? Chú hỏi à? Người vừa nãy không phải là mẹ của cháu nhỉ? Ra là vậy à, mẹ cháu. Vậy có nghĩa là ngay từ đầu thì mẹ cháu đã không có ý định dẫn cháu về vậy đã một tuần rồi à, và thậm chí là mẹ cháu còn không đi làm nữa.
Chắc chắn là mẹ cháu đã sợ cảnh sát rồi. Ồ đôi dê này mua đó kìa. Nếu mà mẹ cháu có ý định quay trở về nhà này thì chắc là đã không gọi là trốn việc rồi. Và mẹ cháu thậm chí là trốn việc một tuần lận. Cho nên là ngay từ đầu là mẹ cháu đã không có ý định về nhà. Chắc chắn là bởi vì chú đã đưa tiền cho mẹ cháu nên mẹ cháu đã chơi rất là nhiều và chạy đi luôn rồi. Cũng nên. À, nhưng mà đúng vậy nhỉ? Đúng là thật đáng sợ nhỉ? Mình không biết là rốt cuộc là con bé này hay là mình là người lớn này. Cái cách nói chuyện của con bé này không giống một con bé chút nào cả. Cháu định là sẽ trốn mãi luôn. Chỉ cần không tìm thấy là mẹ cháu sẽ không dẫn cháu về được. À, nhưng mà cái suy nghĩ này là giống trẻ con này. Nếu mà cháu không bị tìm thấy thì cháu sẽ có thể ở đây được. Dù chỉ một chút thôi cháu vẫn muốn ở đây. Và làm ơn đừng tìm thấy. Cháu đã vừa ước như vậy vừa trốn. Nhưng mà phải là cô bé này lùn đến mức mà nó còn thậm chí là cái giường còn cao hơn nữa. À, nhưng mà không tìm thấy. Cái này là gì đây? Tôi gửi đi mịt xưa kê tê của đời. À, cảm ơn chú vì chú đã tìm thấy cháu ngay. Bởi vì chú rất là hiểu cháu cho nên là mới có thể dễ dàng tìm thấy cháu như vậy. Khi mà nghĩ như thế thì cháu cảm thấy rất là vui. Chú ơi, cháu có thể gọi là nói một điều ích kỷ được không ạ? À, điều đó là cháu muốn ở đây mãi. Cháu không muốn bị mẹ đánh nữa. Cháu không muốn gọi là cái nỗi đau đó. Và nếu là bị đau thì cháu muốn gọi là nỗi đau đến từ chú hơn. Là sao? Giặt giũ dọn dẹp nhà, cái gì cháu cũng có thể làm được cả. Cháu sẽ cố gắng để học nấu ăn. Cháu không cần phải đi học. Cháu muốn học nhiều điều từ chú hơn. À, tôi những cái môn học như là quốc ngữ, toán học, đọc ngữ gì đó. Chú có thể dạy cháu toàn bộ những gì chú biết được không? À, chỉ cần mà cháu được ở bên cạnh chú thì cái chuyện gì cháu cũng có thể làm được cả. Bởi vì bây giờ chú đó là thứ nhất trong thế giới của cháu rồi. Cháu cho chấm. Nhưng mà nếu lúc nào đó thì nếu mà lúc một lúc nào đó mẹ cháu bị cảnh sát bắt thì cháu sẽ lúc đó thì cháu sẽ ngoan ngoãn đi ra khỏi nhà, bởi vì như thế là rất có thể chú cũng sẽ bị bắt. Cháu không thích điều đó. Hả? Đợi đã. Có khi nào cái thế giới này con người mà không đi làm thì sẽ bị cảnh sát bắt không? Thôi, đây là cái thế giới khá là tồi tệ các bạn ơi. Vãi hồn. Hóa ra là hồi nãy cái ba mẹ kia đã cúp việc một tuần cho nên là bị cảnh sát đến tìm. Ôi giời đất ơi, quỷ thần. Cho nên là chú đến lúc đó, cho đến lúc đó thì cho đến thời khắc đó chúng ta hãy là gia đình nhé. Không được sao? À, tất nhiên là được rồi. Chấp cho cháu. Người ta mắt cô bé lại có hình trái tim rồi. À, cảm ơn chú rất là nhiều. Hy vọng là thanh niên này sẽ không gọi là nhảy vào con đường lolicon nha. Vậy thì cháu đã có thể xác nhận được là cái sự dễ thương của chú chính là một cái vũ khí vô hình rồi. Khi mà nó đâm vào tim rồi thì nó sẽ phá hủy hết tất cả mọi thứ.
À, và bởi vì chú rất là nuông chiều cháu cho nên là lúc nào cháu cũng cảm thấy rất là cảm động chấm chấm chấm. Nhưng mà đó là một cái điều và hạnh phúc thật sự. À, chú đã gọi dạy cho cháu điều đó. À, cháu rất là thích chú. Vâng, và chúng ta đã có một cái kết nghĩa lê, chính là cái kết đúng nhất rồi, không còn cái kết nào mà chuẩn hơn nữa. Nhưng mà có điều là khúc cuối cùng mình nhận ra được cái thế giới này là cái thế giới như thế nào thì đáng sợ thật đấy. Bởi vì cái thế giới này nó bắt con người phải gọi là đi làm và nghỉ một tuần cũng bị bắt vô tù các bạn ơi. Đó là lý do tại sao mà cái ba mẹ kia lại cảm thấy rất là khó chịu với đứa con của mình. Bởi vì có rất là nhiều áp lực xung quanh. Là không biết là chút cái áp lực đi đâu cả mới hành hạ đứa con của mình như vậy. Có nghĩa là cái thế giới này có lỗi chứ chẳng ai có lỗi trong thế giới này cả. À đấy, chú. Hôm nay chú không đi làm có ổn không? À, quả nhiên là không được nhỉ. Xin lỗi nhé. Cháu lại bắt chú thức cả đêm. Nhưng mà trong lúc mà đi học thì chú đã thức xuyên đêm để học bài rồi. À, cho nên là cái này thì không xứng đáng gì gọi là thức đêm rồi. Chú đúng là hư vậy. Lần tới thì cháu sẽ gọi là phạt chú nhé. Cháu chỉ giỡn thôi mà, chú đừng nghiêm túc như thế chứ. Đây cặp của chú đây. À, to đúng rồi. Đây là chú cháu đã gọi là à cái kiểu như là à mượn nhà bếp để làm bento ấy à, làm đồ ăn sáng à. Bởi vì cháu không biết sử dụng dao cũng như là lửa. Vì vậy cháu chỉ có thể bẻ ra và xếp lại thôi. À, chú hãy gọi là xem nó như là thay thế bữa sáng nhé. À, chú không cần phải ăn bây giờ cũng được mà. Thật là mình cảm thấy con bé này chẳng giống một đứa trẻ chút nào cả. À, chú. À, hóa ra đây là cái hình ảnh mà con bé đứng trước cửa à. À, chú đi làm vui vẻ chứ. Ồ, chúng ta nhận được em thứ nhất. Là sự dễ thương có thể gọi là phá vỡ được à. Giờ mình mới hiểu được cái tựa nó có ý nghĩa gì rồi. Sự dễ thương có thể phá vỡ được tất cả mọi thứ. Chúng ta lại được một cái viên thủy tinh mới là viên thủy tinh bạo thực. Thức tội, chắc cái này liên quan tới thức tội là cái gì đó các bạn ơi. À, nhận còn những viên pha lê khác nữa nhưng mà chắc là mình sẽ dừng lại ở đây thôi nhé. Tùy theo yêu cầu của các bạn, nếu mà các bạn muốn mình tiếp tục thu thập những cái end khác thì có lẽ là mình sẽ làm. Nhưng mà chúng ta đã biết được một cái end khá là tồi tệ và một cái end gọi là vô cùng happy rồi, 1 với 10 luôn, những con số rất là chuẩn, cho nên là thôi mình sẽ dừng lại tại đây nhé. À, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà thích video này hãy bấm cho mình một like, đăng ký nếu các bạn là người mới, đừng quên lấy qua chuông để nhận được nhiều bao với cho tụi mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.